chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quỷ Khôi. Bonsai Quỷ Khôi tiếp tục gửi đến tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh cây bonsai đặc sắc tại vườn anh Nguyễn Đình Quyền tại Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đón xem. Khu vực này là có những phôi rất là đẹp. Trước mắt bonsai Quỷ Khôi là một phôi huyền dị, nét rất là mới này. Cái huyền này, trực huyền thì đúng hơn, một thân trực này. Đang được anh Quyền đang cổ ngọn. Và đường thân này. Gốc này. Đấy. Rất tuyệt vời. Thân mèo. Rất dị. Già lắm. Anh Quyền có một cây ozo treo lồng chim rất là tuyệt. Cái ozo này có đường co này lạ dị. Đấy. Rất là tuyệt vời. Còn chúng ta cùng xem một phôi bán thành phẩm lùn cổ thụ. Phong cách hội nhập rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Cái này hiện tại đã được anh Quyền làm các đường chi ra rất là rụt rịt này. Đẹp. Ok, xin mời quý vị xem tiếp một phôi xanh ràng siêu. Đẹp nhé. Đẹp quá. Này nó cũng đẹp nhé. Ràng siêu nhưng mà rất méo. Thân méo. Bắt đầu được chốt một. Anh đạt đi con này đi ạ. Và anh Quyền cũng đang vá sẹo. Cái này là cái khủng long của anh ấy. Hôm nọ cái cụ nào vào đây chụp cái khủng long. Hôm nay có các anh ở Thanh Hoa đến thăm vườn anh Quyền. Đến để mua đấy. Và đang ủ mưu. Rất là vui. Có anh đi đôi dép màu đỏ này, anh giàu nhất nhưng anh lại tiết kiệm nhất. Đấy. Anh ấy đi dép này là để ủ mưu mua cây được rẻ đấy. Rất là tuyệt. Vườn anh Quyền lúc nào cũng rất là sạch. Mời quý vị cùng xem tiếp. Quá nhiều cây. Đây là một phôi si già. Rất đẹp. Cột này mà nuôi thời gian nữa biến lên thì kinh.
Ok, mời quý vị cùng xem tiếp nhé. Đây, cũng là một phôi già này. Đây, quyền này bắt đầu chuyển củ ngọn lên này. Già quá. Đây là một phôi bán thành phẩm. Nhìn như một con công đang múa vậy. Công con phượng múa. Dạ. Tuyệt vời. Mời quý vị cùng xem tiếp. Phôi già, vết cháy bắt đầu lại được đẩy và bo sẹo. Đẹp. Đây là một cây bán thành phẩm 5 thân. Mời quý vị cùng xem anh Quyền này dàn chi cành khung cho cây rất là đẹp. Các đường đi nước mước làm cây to, không giống với cây nhỏ, rất là chặt chẽ trong các niêm luật. Và cái bố cục của cây to làm cũng sẽ khó hơn, thời gian sẽ lâu hơn. Và nếu mà cắt không chuẩn thì sẽ phải trả giá đắt hơn so với cây nhỏ. Cho nên là phải rất nhiều kinh nghiệm. Rất tuyệt vời. Cây nào cũng già lọm khọm. Đây là một tác phẩm xanh gần như là chiếc hoành, nhưng thân hoành thì gần như là một cây tử thôi, chưa phải là một thân hoành hẳn, có thể gọi là cây phụ tử được. Còn chính xác tên như nào thì mình sẽ hỏi anh Quyền sau. Quý vị cùng xem. Già lắm. Thân hoành. Mầm thở ở thân rất nhiều, tạo sự cục kịch. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây. Và sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh cây tại vườn anh Quyền ở những video tiếp theo. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào.